chùm3s.com, chẵn lẻ Momo uy tín số 1. Giao dịch tự động 24/7, thanh toán chỉ trong 3 giây. Đua top này vinh quá khủng, lấy mã giao dịch từ Momo tăng chín 100%. Còn chần chừ gì không truy cập ngay chùm3s.com. Rồi, hello, xin chào tất cả các em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Đấy, mấy hôm nay thì tôi bận quá nên là tôi không có ra được nhiều clip như mọi hôm nha. Mọi người xem kênh mình thì nhớ thông cảm cho mình nha. Rồi, ok, hôm nay thì tôi vẫn chơi gian ở vị trí đi rừng và vẫn ưu tiên ăn phía bên bùa phần tà thần tem mình nhé mọi người. Nói chung là để canh đường AD trước thôi chứ không có gì đâu. Rồi, vui nhưng mà phải qua cover cho biết mọi người ơi. Thôi đi, mic thủ được rồi nên là tôi về farm tiếp nhá. Đó, rồi bây giờ thì tranh thủ farm thôi, xong rồi còn xuống ngang đường AD nữa. Đó, bắt men thì đấu game nó ăn con bùa đỏ trước rồi nhưng mà không cướp được nhá. Trời ơi, không cướp được đâu, lui đi. Trời ơi, mít mình hết máu về rồi mà sao cướp được, tí thiếu người nó lại dồn qua nó đánh cho là không lại giờ. Ui dồi ôi, thế mình đánh cao thế. Mà này sao mà cướp được. Trời ơi, từ đã, nhưng mà để mình tắt cái này đi đó mọi người. Bảo đấy, đúng rồi, đang mở mà bảo sao đánh nó cứ bị di chuyển kéo theo. Trời ạ. Rồi thấy chưa? Trời ơi, bảo không nghe. Trời ơi, pha này sao mà cướp được. Mít mình còn chưa, mới bị ép về nhà xong. Nhưng mà pha này thì cướp được này. Rồi, bây giờ để mình qua lượm con blue nhé mọi người. Đây, 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 đây. Nè, 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 đánh thường này, trừng trị này. Rồi, ok. Nói chung là trừng trị thành công nha. Mất công mại tôi, mà tí nữa tôi lại trừng trị lỏ đâu. Và thôi, mít ra lui đi mọi người. Lui đi, lui đi. Pha này mà đánh nữa là tên nó dồn qua ấy. Ui, nó dồn tập trung 5 đứa kìa. Lui nhẹ nha. Rồi, lui nhẹ nhé mọi người. Đây này, từ để tôi qua đánh AD nhé mọi người. Cố gắng ép nó nha. Rồi, đánh thường này. À, rồi, ngon lời rồi. Tôi không tính là, tôi không nghĩ là nó sẽ tốc biến đâu mọi người. Có tính là có một xí máu rồi tôi lui về thôi. Ai ngờ tốc biến qua thì mình khá là lời rồi. Ôi, cáo đây. Rồi, nhưng mà ít ra cũng ăn được AD nên bạn là ngon đấy nhé mọi người. Còn bây giờ thì nếu bạn chết rừng với cả chết AD rồi thì tranh thủ qua lượm con rồng nhá. Rồi, ôi, ui, ổn không vậy trời. Bỏ đồng ấy, bỏ đồng, có bắt con Lily mọi người, mình lý hết chiêu rồi. Rồi nè, chiêu 1, chiêu 2 này, từ một chiêu 1, chiêu 2 này, rồi đánh nè, chẳng có tướng, ơi, choáng rồi. Trời ơi, xém nó thì chết. Úi dồi, phá này mà tôi bị con rồng hất tung cái là tôi không biết nó gì rồi đấy. Vì nó hất tung hết là coi như mạng nó xỉu rồi. Thên phép, trời ơi. Rồi, coi như là tem tôi ăn được bao nhiêu mạng thì tem mạng cũng bỏ lại bấy nhiêu mạng nha. Xong rồi, chắc chắn là mất con rồng rồi nên là tôi sẽ biến về nhá. Nói chung là giờ không tranh chấp được con rồng đâu, mất rồi thì chịu thôi. Rồi bây giờ thì biến về rồi tranh thủ. Ui mít ơi, cover cho rửa top ăn con tà hần kìa. Ủa mấy, cả này bị cướp ý nha. Từ. Ui, xong rồi. Trời ơi, từ tôi đánh quái tới hiệu tải ấy, mọi người. Đây, nên con chị này đánh thường này. Ui, chém nó thì chừng chị ngu, trời ơi, chừng chị 2-3 máu rồi. Lượm nhẹ mạng top rồi luôn nhá. Rồi, đây này. Lu, thôi tem nó kéo lên đông á, 4 đứa luôn á, à 3 đứa thôi, 1 đứa chết rồi. Rồi, bây giờ thì tranh thủ về farm nhé mọi người. Đó, nói chung là giao tranh này tôi ăn được bộ mạng và không bị mất con tà thần là ổn rồi. Đó, trời ơi, chỉ đợi như thế thôi. Rồi, chỗ này thì tôi sẽ nâng thiên về phía nam nhiều hơn nhé mọi người. Đó, và tôi sẽ nâng thánh kiếm nhá, để xem sức mạnh của thánh kiếm như thế nào nha. Lâu rồi tôi không chơi thánh kiếm á. Rồi, bây giờ thì để tôi ổn lắm đấy, tôi không đánh được nhá. Ủa, ông FB có chừng chết đấy, có chừng chết đấy nhờ, gặp Batman rồi. Thôi xong, chết luôn. Rồi, ok, nói chung là bây giờ từ nhé, để tôi kiếm lấy sai coi. Ui, nó xong con blue rồi. Trời ơi, ê, pha này canh được này, từ nhưng mà thôi, blue quá. Rồi, từ nhé, nói chung là tôi phải đợi nó lên cao xíu mới canh được không mọi người. Chứ mất công lại xuống canh thì mệt lắm. Rồi, nấp đây xíu rồi đợi bùa ra rồi về farm nhé mọi người. Nói chung là nấp hoài cũng không phải là một giải pháp hay đâu. Bây giờ thì tranh thủ lượm nốt hai con quái xong rồi thì làm gì thì làm nha. Đó, tôi nghĩ là tôi sẽ xuống tôi ganh đường xà thủ nha. Rồi, đây này, thôi bỏ đi mọi người ơi, không đánh được con tanh đâu. Bây giờ tranh thủ về farm xong rồi, đây này, lính mình chưa lên này. Lính mình chưa lên là bây giờ tôi sẽ chạy qua cái bụi này thật nhanh nha. Đây này, chạy cái bụi này này. AD nó vào một phát thôi là bật ulti lên múc nó liền nha. Rồi, à đây, thì lượm nhẹ cái mạng nha. Chạy đâu, rồi, chiêu 2 này. Rồi đánh lính này đưa ra ngoài này. Rồi, ok, lượm nhẹ cái mạng AD nha. Thôi nói chung là mọi người phải đọc map, đọc càng nhanh càng tốt. Đó, mọi người đọc chuẩn thì mọi người có mạng, mọi người đọc sai thì lui thôi. Nói chung là đâu phải ai cũng là thần thánh mà đọc chuẩn đúng không? Rồi, còn bây giờ thì ơi, nhưng mà mít mình còn ổn, lui nhá. Không đánh nhá, mấy nó ra giờ. Đấy, vừa nói xong. Rồi, nấp đây chí nhá, nấp đây đợi cover cho AD về nhá mọi người.
Rồi, AD ơi lui đi, chỗ của tém nó lên rồi, sao bắt mẹ nó tàn hình ở đâu rồi mọi người ơi, từ từ nhá. Tôi phải quán cover cho AD về nha, rồi ảnh hưởng này. Rồi mấy bắt mẹ nó đâu ta? Ê, bắt này, này, lui nhẹ này. Ui dồi ôi, nó bắt tôi à, nhưng mà không giết, không giết được tôi đâu nha. Rồi bây giờ thì lui nha. Ôi nhưng mà sao con, hết mấy chạy nhanh vậy, ê, ulti này. Ui dồi ôi, thôi xong rồi. Trời ơi, tôi không nghĩ nó tốc biến luôn mọi người. Tôi không nghĩ tốc biến luôn á, tôi không mang xương. Rồi, tôi đã hồi sinh rồi. Đấy, nói chung là cái pha đó là tôi xử lý hơi bị non đấy mọi người. Trời ơi, pha đó mà tay chậm quá, phán đoán chậm quá, tôi không nghĩ nó tốc biến luôn. Thế là cái quả đấy mà nghĩ nó tốc biến là băng xương phát là ao nhay nó liền rồi. Rồi, bây giờ thì bỏ qua chuyện đó đi. Tôi farm combo blue đã xong rồi tính nha. Đó, nói chung là giờ cố gắng farm rồi tranh thủ ăn hai con mục tiêu nha. Nói chung là chơi game là phải ăn mục tiêu để mọi người mới có lợi thế cho game được nha. Ôi nhưng mà tôi cảm giác đánh nhau khá là to nha. Giờ tôi farm xong con quái là tôi ra liền này. Rồi xong, chết B rồi. Rồi này, đây này ra này, ulti này. Chạy động, chạy động. Ui trời ơi này, xin mạng. Ui rồi không lỡ mạng nhưng mà sao mà nó hỗ trợ đi được có 10 phang đấy vậy trời. Rồi, nên này qua cover xíu rồi chạy nhá mọi người. Từ trước hết chạy là tôi phải qua. Ừ hay kìa. Trời ơi, pha đấy top 10 điểm nha. Rồi, bây giờ thì qua cướp con bù đỏ của Batman nhá. Batman đã chết rồi nên là cứ thoải mái mà cướp thôi. Đó, cướp xong rồi tôi sẽ lấy luôn con quái nhỏ và lên cái đường trên dọn đặt lính kìa, thấy không mọi người, thấy không lính nhiều không? Ho, một mạng đấy, lính này là một mạng đấy, hơn một mạng không phải một mạng đâu. Rồi lượt nha. Trời ơi, vàng kìa, vàng bao la. Còn bây giờ thì tranh thủ vào farm ăn con tà hình nhá mọi người. Nói chung là phải ăn mục tiêu nha. Chứ game tầm này mọi người không mục tiêu là mọi người tem mọi người thọt đấy, đừng để tem nó ăn nha. Nhưng mà ui ôi, rồi xong AD chết rồi, nhưng mà tôi cảm giác là hơi có mùi nha. Rồi ui farm lẹ này, ui thôi xong rồi, không được, ui nó còn con rồng nó còn hất tung nó rồi né cái này. Ui mất rồi, ôi tôi dùng chiêu hơi lố rồi. Rồi hay có còn băng xương nha, vẫn sống được nha. Rồi bây giờ thì lui thôi. Ê ê ê ê ê ê ê. Bạn làm gì đấy? Bạn từ thôi, đánh từ thôi, trời ơi. Rồi, bây giờ thì lui nhẹ nha. Mít là lui mọi người, mít đi, lui lui. Ổn không đấy? Trời ơi, cu rồi. Trời ơi, combo kìa. Trời ơi, đúng cục top đánh có khác. Nhưng mà mày làm gì đấy? Làm gì? Làm cái gì đấy? Tham lam, này thì tham lam. Trời ạ, nó ăn được con mít rồi, nó còn không lui, nó còn cố chấp ăn mình. Thôi cho mày nằm mạng nha, xin mạng sắt đao nha. Rồi, ok, tên mình thì ăn luôn được mạng top đó rồi. Đó, bây giờ thì anh tranh thủ lên lượm con blue xong rồi di chuyển dần xuống đường dưới nha mọi người. Tôi mới để con Batman ở dưới đấy, coi chừng nó lấy luôn cái trụ của mình ấy nha. Rồi, ăn lẹ blue này. Ăn lẹ blue xong rồi di chuyển xuống dưới nha. Đây 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 đây, tôi di chuyển xuống liền đây. Đó. Từ hưởng, ơi ăn nhanh thế không cho tôi hưởng xíu. Đây này có xuống con Batman nha. Có con Mr. Cover này là đánh luôn nha. Ê xuống lẹ nè. Sẽ không có nó tàn hình nó chạy mất. Rồi, ulti luôn nha. Rồi đây này này, này dính được ulti này. Rồi xong ô nó tàn hình nhưng mà không sao nha, thả lui chuyển ra nha. Đó, nói chung là mọi người mà muốn đánh được không khí á thì mọi người phải tắt cái, nhưng mà lúc đầu game tôi tắt cái ưu tiên không khí di chuyển á, mọi người phải tắt cái đó đi thì mọi người mới đánh được không khí nha. Chứ mọi người mà bật lên á, nếu cái pha đó á mà mọi người thả lui chuyển ra mà có lính gần đó nó sẽ chạy đi con lính nó đánh á, chứ nó không có đánh cái con Batman tàn hình đâu. Rồi, bây giờ thì tranh thủ ăn con rồng nha, nãy bị cướp mất con tà hình hơi bị cay rồi. Bây giờ tranh thủ lượm con rồng nhé mọi người. Rồi lượm lẻ con rồng xong rồi di chuyển ra mid này. Rồi từ từ nhá. Đấy dọn lớp đợt lính nhá, làm gì thì làm nhé mọi người. Đó nói chung là kiểu ít vàng nha. Rồi ê bắt được con top này, nó bị choáng này. Rồi chiêu hai này, ulti này, rồi bộ này ui không ăn được mạng rồi, nhưng mà từ nhá, đợi con xanh nó mất chiêu nha. Rồi mất chiêu rồi, bây giờ quạt chiêu một lên này, bay vào bộ này, hôn gió đi. Ừ hay rồi này, từ nhá đợi chiêu nhá, đợi hôn kia nhá, rồi lướt ra nha. Đó nói chung là cái pha đó đừng có lướt vội nha, đợi xíu thôi, hồi ulti xong rồi lướt vào thì lúc nó bay ra thì đỡ tốn đam hơn, nhưng mà sao mà đeo lên cao thế trời ơi. Rồi à thôi, SB mình xin bùa lên là cho SB nhé mọi người. Hay rồi, nhưng mà mid mình cũng chết luôn rồi mọi người ơi. Đây này, đây này, pha này đánh được này. Rồi để đánh trụ trước nha. Rồi chém này, né chiêu choáng của Lily này. Rồi mày chạy đâu mày chạy, ui nó có băng xương này, nhưng mà không sao này, bộ này đánh cường này, chiêu hai nữa ra ngoài này. Ê, từ từ nha, từ từ nha. Rồi đánh thường này, trời ơi trình độ cái đến thượng thừa rồi. Trời ạ. Rồi bây giờ thì lui thôi. Làm gì này, chiêu hai này, đánh thường này, chiêu hai này, lướt này. Rồi lui nhẹ cái nhá mọi người. Thế sáu rồi, u chạy được không? Ừ hay quá. Trời ơi pha này em tôi vẫn lui được lời rồi nha. Bây giờ thì từ từ có ulti. Ui nó không có lên cao xíu, mà nó mới lên cao xíu mà tôi mà tạo đủ tầm cái ulti cái là coi như là lượm luôn cái mạng của AD rồi nhá mọi người. Còn bây giờ thì từ từ trước khi ăn con tà hình là tôi phải về tôi ăn con blue đấy nha. Đó nói chung là cứ từ từ thôi, đánh bình tĩnh thôi, ăn blue lấy 20% hồi chiều đã rồi ăn tà hình sau. Còn bây giờ thì vô lượng con tà hình nha. Rồi để bạn hồi sinh hết rồi. Ôi làm gì đấy. Rồi nước né này. Từ từ đợi Lily nha, đợi Lily mất chiều nha. Rồi mày mất chiều rồi thì lượng mạng này trời ơi
Họ nói chung là chơi mọi người phải câu chiêu nhá, mọi người nâng đam á. Mọi người nâng đam thì mọi người phải từ từ thôi, đánh từ từ thôi, đợi nó hết chiêu rồi hãng bay vào. Đó. Nói chung là canh được cái những lúc đó thì mọi người combat là auto, mọi người kiểu combat nhưng mọi người vẫn còn đầy máu kiểu vậy á, hiểu không? Rồi, hay rồi. Trời ơi, em mình ở trên đánh nhau ăn hết tem bạn rồi. Tiếp không? Rồi nha, quét sạch nhìn cho tên tôi nha. Đó, AD tranh thủ lấy cái trụ nha. Rồi, nhưng mà lấy trụ từ từ nhé, bắt mẹ nó ra nhá, cẩn thận nhá. Đấy, ông AD coi chừng bắt mẹ nó ra nhá, từ từ tôi qua vơ cho, qua cover cho AD nhá. Coi chừng bắt mẹ nó đâu ta, hôm qua bắt AD mình à. Ôi ôi, bắt mít với ông ơi, trời ơi, để bắt mít bắt tiêu rồi. Ê, kìa, giết nó, chém này, trời ơi, đam kìa. Trời ơi, nó nổ phát chí mạng, đam bao to luôn. Rồi, bây giờ thì cái thủ về đây này, đây này, qua cố gắng lấy được cái trụ đấy nhá mọi người. AD cố gắng cây già thì lấy trụ đi. Tôi về tôi tranh thủ tôi đẩy lính lên xíu nhá, rồi tôi lên liền này. Rồi, ok, lựa được cái trụ rồi thì đây này, rồi bay bô chém này. Ôi, ui không đủ tầm rồi nhưng mà lui nhá. Rồi, anh này không đánh vội nhá, từ từ nhá. Ui rồi đau. Rồi lui nhẹ nhá, đợi nó tung chiều cái nhá. Rồi bắt này, ui nó chạy hết rồi. Rồi anh này lui nhá, rồi đánh thương này chứ hai này, bổ này. Rồi đánh này, đánh này, đánh này. Ừ hay quá. Trời ơi pha này AD bắn chiêu hay vậy. Trời ạ. Rồi, nó cái pha đó tôi tính ăn, tôi đánh lướt ăn nó luôn nhưng mà thôi tôi sợ tôi lướt xong tôi hết chiêu cái tôi chết nên là tôi phải lùi nha. Không có tham. Chơi game không được tham. Mọi người ăn được mạng, mọi người nằm xuống, mọi người mất bao nhiêu thời gian mọi người hồi sinh là tốn vàng lắm ấy. Thời gian hồi sinh mọi người tham khá nhiều vàng đó. Rồi, mít lại bị bắt men mắt nữa kìa. Nhưng mà cảm giác hình như là mít vẫn thoát rồi, hình như bằng có bằng xương thì phải. Đó. Nói chung là có bắt men mà đi bắt mấy con pháp sư nhiều lúc có băng xương, pháp sư có băng xương cái là bị ao nhây liền luôn á, nên là thoải mái rồi. Rồi bây giờ thì tranh thủ qua lượm con bùa. Ê, mày tính làm gì, mày tính làm gì, trời ơi đòi ăn bùa mình à, đòi ăn bùa này rồi chém này, trời ơi đam kìa. Đấy thanh kiếm đó, nó khi là tôi nâng thanh kiếm với cả kiếm bộ da ba xá mọi người thấy đam to chưa, trời ơi quạt mấy cái trên bạn chết rồi. Bây giờ thì vô lượm con bùa đỏ nha, chém này rồi, ok giờ thì ra tranh thủ farm siêu lính nha. Đó, nói chung là bây giờ tem bạn không còn cái gì để farm hết á. Giờ tranh thủ cố gắng kiếm đây này, lên đây này tem ơi. Đấy, bắt này. Trời ơi, hai đứa đòi ra bắt mình. Đây này con ly liền sau nha. Đây, bắt nó không? Ủa, tục biến luôn rồi. Trời ơi, tục biến rồi, thôi nha. Rồi, tem bạn chết ba rồi thì đây nha. Từ từ. Rồi, bây giờ thì tranh thủ qua lấy ba đường nhé mọi người, lấy ba đường cho chắc win nha. Đó, tên tôi lấy ba đường ở đây này, quạt này, chém này, bố này. Trời ơi, đam kìa mọi người thấy chưa? Tôi bay ulti vào và tôi mới đánh có một phát thôi là đã nhiều đau máu lên bạn rồi. Rồi còn ok thì bắt đầu bây giờ thì kết thúc ở đây rồi. Thì cảm ơn anh em đã coi clip nha. Nếu thấy hay nhớ đừng quên cho tôi xin một like và subscribe của kênh mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Ok. We'll be right back.